Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì cả nước hiện có gần 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Trong đó 88% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tức là có từ 300 lao động trở xuống. Đây cũng là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua. Do vậy, việc tập trung vào các giải pháp đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này cũng là công việc trọng tâm mà các địa phương đang đẩy mạnh triển khai. Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm ngoái. Trên cơ sở đã có một doanh nghiệp may mặc lớn đặt nhà máy tại đây. Hiện còn 34 hectare đất sạch được tỉnh Bắc Giang quy hoạch để mở rộng và thu hút thêm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của ngành dệt may để hình thành một chuỗi giá trị bền vững. Khi mà làm thành một cụm công nghiệp như vậy thì chúng tôi sẽ chủ động về vấn đề là xây dựng cái hệ sinh thái cho LG tại đây. Chúng tôi có thu hút các phụ trợ của ngành may mặc và những nhà máy dệt, nhà máy may khác nữa để chúng tôi có thể là xây dựng một chuỗi cung ứng dần dần để giảm thiểu những cái vấn đề đứt gãy của chuỗi cung ứng. Thì đây cũng là một cách phát triển bền vững lâu dài. Tỉnh Bắc Giang hiện có 45 cụm công nghiệp chuyên ngành và đa ngành đã được thành lập phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, hóa chất, vật liệu mới. Mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm gần 20 cụm công nghiệp nữa được địa phương này thành lập. Ngay từ đầu năm 2020 thì Bắc Giang đã có cái định hướng là phát triển các cái cụm công nghiệp để thu hút các cái doanh nghiệp sản xuất những các cái sản phẩm phụ trợ để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất chính ở trong các cái cụm công nghiệp để doanh nghiệp không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng nếu như có dịch bệnh xảy ra. Còn tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo thành lập tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp tại các sở ban ngành và địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thời kết nối và tìm đầu ra cho sản phẩm. Những cái doanh nghiệp hỗ trợ này thường thường là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng công nhân không nhiều. Do vậy là cụ thể như vừa rồi thì tỉnh đã thành lập 40 cái tổ công tác để đi đến các cái doanh nghiệp để hỗ trợ trong cái phòng chống dịch để làm sao các doanh nghiệp này duy trì sản xuất một cách tốt nhất. Ấy nói chung này, trước đây thì tôi thấy rằng là các chính quyền địa phương thì họ vẫn có những cách thức để hỗ trợ doanh nghiệp như là về mặt bằng này, về nhân sự này hay về các thủ tục hành chính chẳng hạn. Vậy thì trong cái điều kiện mới khi mà dịch bệnh xuất hiện với những diễn biến khó lường thì sự đồng hành của chính quyền địa phương cần có cái sự thay đổi như thế nào hay không ạ? Vâng ạ, khi mà dịch COVID-19 tấn công vào các nhà máy sản xuất cũng như là vào các khu công nghiệp thì sự đồng hành của chính quyền cũng không kém phần quan trọng so với những trụ cột mà chị Thu Hương vừa nhắc đến. Thậm chí là ở giai đoạn cao điểm của dịch bệnh thì việc này còn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là quan trọng nhất. Trong phóng sự vừa rồi chúng ta thấy thì ở thời điểm này thì chính quyền địa phương cũng đã phải sắn tay vào để tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp để gỡ gạc lại cái sản lượng sụt giảm do ngưng trệ sản xuất trong thời gian kéo dài vừa qua. Mới đây thì khi mà tôi đến các cái tỉnh như là Bắc Giang thì tôi thấy là có một mô hình mà địa phương này đang triển khai khá là hay. Đó là việc phát triển các cái cụm công nghiệp. Mặc dù xét về quy mô thì cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn khu công nghiệp, thế nhưng mà đây lại được xem là một cái lợi thế bởi vì là sẽ dễ hơn cho địa phương trong việc quy hoạch cũng như là bố trí đất đai để thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Và cụm công nghiệp thì sẽ được phát triển bằng việc là mở rộng thu hút thêm các cái ngành nghề phụ trợ cho một hoặc là một vài nhà máy sản xuất chính đã sẵn có tại đây. Mục tiêu là hình thành nên các chuỗi cung ứng khép kín tại chỗ với các hệ sinh thái bền vững cho sản xuất công nghiệp, tránh được tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng của các cái ngành sản xuất trong đợt dịch vừa qua. Còn ở một số địa phương khác như là Bắc Ninh hay là Hải Dương thì cũng đã có những giải pháp cụ thể tập trung vào những nguồn lực là thế mạnh để mà hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về tư vấn cải tiến, nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ hàng lỗi, hàng tồn kho, kết nối để tiếp cận và quảng bá giới thiệu sản phẩm đến các tập đoàn đa quốc gia trong nước cũng như là quốc tế. Đúng là địa phương là một cầu nối rất là quan trọng để giúp các doanh nghiệp có thể tìm đến với nhau. Nhưng tôi thì vẫn nghĩ là đó chỉ là bước đầu thôi anh ạ. Còn để mà các doanh nghiệp có thể thực sự tham gia được vào chuỗi giá trị bền vững hay là mang tính chất toàn cầu thì năng lực của mỗi doanh nghiệp mới là yếu tố thực sự quyết định. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Hầu hết các doanh nghiệp FDI thì đều muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của mình bởi những cái lợi ích về logistics, thuế, hải quan hay là tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân ở địa phương cũng như là tạo thành một cái sản xuất bền vững, đặc biệt là khi dịch bệnh bùng phát đã khiến cho nhiều chuỗi cung ứng trên toàn cầu bị đứt gãy nghiêm trọng. Thế nhưng mà hiện quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam thì còn rất hạn chế. Khảo sát của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy là phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế hay là những công cụ sản xuất thông dụng. Do vậy, sự cải thiện năng lực sản xuất cũng như là công nghệ và nguồn nhân lực cũng là yêu cầu then chốt lúc này.
Doanh nghiệp may mặc 100% vốn từ Hồng Kông, Trung Quốc này đã đặt nhà máy tại Việt Nam gần chục năm nay, nhưng tỷ lệ nội địa hóa hiện mới đạt khoảng 10%. Doanh nghiệp nhìn nhận đây là con số khá khiêm tốn và mong muốn có thể tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều cốt lõi là các nhà cung ứng trong nước phải đảm bảo được các yêu cầu từ bên thứ ba, tức là khách hàng của các FDI. Chúng tôi có kế hoạch từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa thông qua việc hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp trong nước. Là thành viên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và làm việc với các thành viên khác của Hiệp hội nhằm hướng tới sản xuất bền vững. Doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của Hàn Quốc này đang có 35 nhà cung ứng nguyên phụ liệu và gia công trong nước ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Nhu cầu mở rộng thêm mạng lưới công nghiệp hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa là không nhỏ. Các nhà cung ứng Việt Nam cần đảm bảo đầu tiên là về chất lượng, đơn giá và điều kiện giao hàng. Thứ hai là cần thông qua hệ thống đánh giá của công ty chúng tôi. Và thứ ba là cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ công tác phòng chống dịch, vừa an toàn vừa sản xuất. Các doanh nghiệp FDI cũng cho rằng địa phương là một trong những cầu nối quan trọng để kết nối và giới thiệu các doanh nghiệp trong nước có uy tín và tiềm năng, từng bước tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Và theo nhận định của Ngân hàng Thế giới thì cộng đồng doanh nghiệp FDI vẫn tin tưởng Việt Nam là thị trường đầu tư hấp dẫn bởi môi trường kinh doanh ổn định, nhân công giá rẻ, các chính sách thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện và đặc biệt là cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên thì trong bối cảnh chi phí nhân công có tốc độ tăng nhanh hơn so với năng suất lao động, nếu như ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn chưa học hỏi, chưa sáng tạo được các công nghệ kỹ thuật sản xuất thì sẽ có thể mất đi cơ hội tham gia vào các chuỗi giá trị của các FDI. Trong một khảo sát mới đây của Bộ Công Thương thì có một điểm rất đáng chú ý là mặc dù các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đều thừa nhận họ còn yếu về năng lực nghiên cứu sản phẩm, quản lý, mở rộng thị trường, nhưng khi được hỏi là cần giải pháp hỗ trợ gì thì phần lớn lại mong muốn là các giải pháp hỗ trợ về thuế, về thủ tục hành chính hay là về vốn, chứ không phải là các giải pháp khắc phục những điểm yếu đã được doanh nghiệp xác định trước đó. Vì vậy mà công tác thiết kế cũng như triển khai các chính sách nhằm phát triển công nghiệp đang gặp phải những thách thức không nhỏ bởi vẫn còn sự khác biệt về nhận thức của một bộ phận doanh nghiệp trong ngành.